quan à, quý cô chú chị ơi, có khán giả đến muốn mời chú nè ha, mua trái cây, trái cây. Con, chào con. Hai dẫn con dâu với cháu nội lên. Dạ. Quý cô chú vậy à, mấy cô mới vừa đến viếng ha. Hôm nay thì mình cũng có cúng một cái mâm cơm chay cho chú Linh của chị Liễu Phan. Quý cô chú chị, mọi người đang nguyện giấy. Đừng phá của ta nha, anh dọn bọn của ta đừng phá à. Mình qua đi Sài Gòn á, năm con rồng đó, Hải Thượng Lãng Ông mới quận 5 á. Gì hả? Bán cái này rồi nhìn thấy bên đường đậu gực luôn. Ừ, đậu gực luôn ha. Cũng ghé vô làm hết mấy trăm. Ừ, rơi đậm. Thấy mấy này hết mua á, ngộ á. Bởi đừng có đi ngang đường đó. Cô đang cầu nguyện gì mà rất là thành tâm luôn quý chương trình. Dạ, con chào cô. Dạ, chào con. Cô khỏe không? Dạ, khỏe cô. Thôi được rồi con. Cô, con thấy cô cầu nguyện cái điều gì mà con thấy lâu với cô? Cầu nguyện anh Năm cho thành công rồi về lên trả lễ lại tạ ơn anh Năm. À, vậy là cô đã đến đây cô cầu nguyện một mấy lần rồi. Mấy lần ha. Cô lên lần này lần thứ tư rồi. Mà giờ có thành công chưa cô? Có thành công. Có hiện thực rồi ha. À, có. Cô nhắc chi? Tới cậu Năm da gà cô nổi. Nổi da gà luôn hả cô? Ừ. Ý là cô cô cầu nguyện được cái điều gì mà cô đến đây cô trả lễ cho chú hả cô? Ừ, như là trong cái cuộc sống của mình nó không cái chuyện những chuyện làm ăn nữa. À, chuyện làm ăn ha. Suôn sẻ. Giờ là nó suôn sẻ ha. Cầu xin cho bán đất hàng. Dạ. Mua mai bán đất như cô nè, nó đi chạy ráp mấy bữa nó ế, chứ bữa nó chở cô lên đó. Dạ. Cái cô kêu con đợi con khấn bắt Năm nữa, con Năm về phù hộ cho con chạy cho đất. Cái về cái là nó chạy đất á. Dạ. Nó lại chở vợ nó lên để vợ cầu của... xin để bán. Buôn bán ha. Bán nhà bán đâu câu xin xa được. Dạ. Nước này kia nọ, nước ngọt sữa rồi đó con. Dạ. Mình ngủ ở gần đây không cô? Nhà xa lắm, nhà nó bến xe Miền Đông, còn nhà cô với Nhà quận Bình Thạnh ở Sài Gòn. À. Dâu đó, cháu nội đó. Dạ. Cháu nội thằng Út kia đó, còn thằng nãy là con trai cô. Dạ. Dạ. Đúng rồi con. Cô cũng linh lắm á. Con thì con không dám nói tại vì nhiều khi tụi con rồi, làm YouTube á, nói cái khán giả người ta không tin, người ta nói mình bịa đặt này kia rồi. Chẳng thà như mà khán giả nói á, thì nghe được. Nhiều khán giả đến đây tâm sự lắm đó. Chia sẻ là có người là xin là 5-7 lần luôn đó mà vẫn được đó. Có cái cô hổm 7 lần. Sao sáng cô, dạ. cô cảm ơn cô nha. Rồi, để con nghe cúng. Dạ con có cúng cơm á. Rồi anh làm cái comment đi. Cô. Dạ, cô. Đi ra hoàn trái đi cô. Làm gì cho nó đẹp?
nhiều vậy. Con này đây. Muốn ăn luôn. Trời ơi. Hai món mặn, một món xào với món canh. Hồi sớm mà con đặt 350 đúng không? À. À. Sao 350 nấu nhiều dữ ha. Trời ít chút. Ít chút. Bất giờ số nhiều. Này chắc lấy mối quá. À. Sao không cho cái cô cái chị kia đi giao? Chị nào? Chị ngày hôm qua làm đó. Đó. Đó con ha. Nó mắc đứng ra quầy thầy đó mà đâu giao được đâu. À. Chúc mấy anh em có về vô mà góp ý kiến nha. Tại có gì là góp ý nha. Review có muốn ăn cô lần đầu tiên Duy Minh đặt luôn nha. Nó mua cái tú này nó bỏ tiền bỏ bạch gì em rớt hết sao. Ủa một bọc tiền luôn. Giàu ghê không? Tiền bán cơm từ sáng giờ đó. Cơm sáng giờ. Cơm sáng giờ thấy cô. Ừ. À, 5 tấm. Không tiền. Hết rồi đưa con hết trơn rồi. Dán 20 nè. Đừng lấy tấm xanh vô nghe, cặp vô là ngại chết đi được. Chung hết luôn hả? Dạ. Rồi con cảm ơn con nha. Đây là mâm cơm của chị Liễu Phan ở Úc gửi cho Duy Minh hổm 1 triệu mà Duy Minh cúng mấy lần rồi, còn lần này nữa nha quý cô chú anh chị. Đây canh đây. Rồi. Canh cô mốt cô bỏ ra luôn đừng mua bịch. Bỏ chạy luôn phải không? Không biết. Ồ, quá nhiều luôn nhỉ. Rồi. Rồi, cô làm 10 hộp cô làm ăn vô nha. Ta có nghĩa là nè đồ xào là 10 hộp, bỏ thứ 10 hộp. Không. Không. Rồi, hộp tôm mồi hộp đồ ăn thôi. Được rồi, cứ làm nhiều mà tự nhiên làm vậy lộ chết luôn. Rồi có căn lạnh luôn cả tặng căn lạnh. Không có làm vậy là không có lời đâu, nó thiệt. Mình cũng phải không, để chút xíu mình góp ý kiến sao. Thôi để chú la con nói cô cho. Thôi bởi vì Hải này chết rồi, phải chút xíu làm vậy lỗ người ta tội nghiệp người ta. Không lỗ được. Làm thấy buôn bán người ta làm mà thấy lợi ích lại nhiều thôi chứ sao lỗ được. Thôi làm sống giờ lỗ người ta, tội người ta lắm. Anh vậy không mà. Bây giờ chủ quán ta làm sao mà lỗ được. Không, chú đéo mà cứ nghĩ như vậy không chết. Bởi vì mấy em không biết cái lúc ban đầu của người ta phải giao lưu. Người ta phải lấy mối chứ em nghĩ chết không. Lấy mối phải nói người ta ba trăm rưỡi nước nữa là chết luôn á. Nước nữa là lỗ thiệt à. Lỗ à, bà chắc bà tưởng tôi làm một thứ 10 hộp. À. Rồi chúc mình nói lại bà đây làm đi. Thì lỡ lần này đi qua lần sau rồi dặn lại. Ôi chị lấy cái nào mà lấy cái đó luôn, không muốn mình sắp xuống quá nhiều. Thôi mà khỏi mất công sắp lại, để chị lấy chị bài ra nhóc cho công sắp lại hả? Lấy ra cái mình đặt luôn. Đó. Dễ dàng. Này cầm mai men luôn đi 2 cái. Đi canh lên chị. Rồi về đây đi chắc chị. Dạ cô về. Dạ chào cô. Chào cô nha. Chào cô nè, chú chạy. Chào cô gì nạt lớn vậy. Cô này thấy quen quen nè. Cô làm dễ quá ha. Dễ mà thấy ngon dữ ta. Cô làm ngon không? Canh chua bài bản đô lắm á. Ủa sao mà mấy mấy chục bạn luôn hả? Đóng hộp dữ lắm á. Đóng hộp. Rồi cô làm hoành tráng luôn quý chú chị. Thêm canh nữa nè. Canh đâu? Đó. Còn đồ ăn nữa kìa, còn nữa nè, cắt một bàn mà không hết luôn. Bàn mà 350 trái cây đầy đủ nữa kìa. Mở nắp ra. Mở nắp ra chứ mới sắp ra hả? À. Còn bây giờ đặt cái cho thì mình để 10 mặn thôi, còn nhiêu để đây đi. Thôi cũng đủ cũng đó thôi. Cầm cái gãy nước. Cái này cái này mình dòm vô một cái đi. Này tao hủ con dòm vô một cái đi. Rồi cứ. Nó cho một thằng mình dòm vô một thằng đi. Tô, nè, vậy nè.
đây nè, đây nè, đóng đó, giờ để hũ lại, cứ để gì đi mình mở ra được rồi. Đây nè, để rẻ mà về lại cái hũ cái hộp đựng dọc nha cho mấy chị anh. Cái này mình giờ thì ra cái này nên cái này hơi cấm rồi nè. Gom đi bỏ mạch giùm em đi chứ đưa lại cho bà cô làm dễ dữ ta. Thì vô thôi anh. Giờ nó qua đang mình bỏ mình bỏ nước. Có cái nước không? Được. Không. Vậy đó. Uống nước bỏ về đi. Có nước bỏ về. Thôi hả? Bối rối rồi. Để mình lại một cái giữa vậy anh. Cái giữa đây đâu có còn gì nữa đâu. Còn cái bình bông đó. Cái giữa nó được rồi. Quá trời luôn. Quá trời đồ ăn cũng nói là mắt cũng nói. Thế hả? Vừa lòng. Biết sao mà vừa lòng. Lòng thì chết. Biết sao. Kê vô đây đi. Chút nữa mình lấy một lần. Dễ cũng nói mà mắt cũng nói. Ở chưa? Đũa. Anh kèo vé đi quýt. Thì con này làm rẻ thì cái quýt chứ vậy. Đó, có 350 thôi đó. À, ngày mai em đặt bàn 500 rồi chắc bích luôn. Bích luôn. Bích luôn ha. Có 300 mà đầy mới 500 chắc hai bàn mới đầu mai tại vì một bàn không? Không, để chút ra nói cô lại, cô làm gì là tội cô. Em nói là một mà 10 hộp cơm với 10 phần đồ ăn thôi, cái lộn xộn cái món này món kia mà cô chắc cô nghe lộn, cô làm một cái 10 phần. Nói chung người ta cũng nói dễ là dễ nhưng mà người ta cũng lời, nhưng mà cái này là cái lần đầu tiên khi mà mình kinh doanh cái gì cũng vậy, mình chào hàng người ta phải chào vậy. Ừ. Đúng không? Lúc đầu sao cuối nó vậy. Chứ tại lúc đầu bán vậy. Đâu cũng bắt mắt lại kỳ lắm đúng không? Không thì mình thêm đồ ăn nhiều vô. Chứ mình làm vậy tội cô. Rồi lấy đồ khác rồi bữa khác. Lấy đồ khác rồi bây giờ. Trong bịch đó bịch treo cây á. Cầm chai cho chị Liễu Phan ha anh Minh. Đúng rồi. Cái này của chị Liễu Phan là quanh giá. Anh Đặng này nó hơi sợ luôn bằng cái mâm 500 hơn luôn á, 500 hổm luôn á. Còn cháo không ha? Quá chừng cô chú bữa nay anh Minh anh cúng cơm. Còn ngày mai là Bùi Hải đặt cơm cho cô Dung. Đâu anh Minh? Ở Úc gửi tiền cho Bùi Hải. Một chưa anh áo trắng. Rồi được rồi, cúng đi. Thắp hương đi. À, nha, ba chung nước. Ba chung nước nên thấy được. Cậu ơi. Chưa cậu về giờ dịch một chai cậu ơi. Làm ăn có ngăn có lọc đồ cho mấy anh em có lộ phí đi tới luôn rồi cậu. Có lọc có lộ phí cho mấy anh em xin hết mà không xin mình đâu. Mà người ta thông minh lắm thì xin hết. Bắt trước anh xin hết. Mà mình nói nó hoài á, cái nó nghĩ thông ra đó quý anh chị. Tại vì mình nghĩ nói là mình giải là giải cho người ta thì phước nó được về mình. À, chứ mình giải cho mình là phước không có đâu. Rồi thôi thắp nhang đi. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng chạp là tháng 12 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão. Hôm nay Di Minh xin thắp nén hương trình với các vị các ngài thổ thần thổ mậu thổ địa đất đai dương trạch hàng hoàng bổn cảnh long thần hộ pháp nghĩa trang qua Di Minh Dương, cũng như chúc mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ông tinh thật giỏi văn ngoan có pháp danh Tâm Giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão hưởng thọ 66 tuổi. Hôm nay được sự trợ duyên của là chị Thí Liễu, là chị Liễu Phan ở là Úc gửi cho Dương Minh cúng mâm cơm chay
trước là mời chú về thọ trật, sau là cầu nguyện với chú được giải sanh về miền cực lạc. Dì Minh cũng không quên hồi hướng công đức cho gia đạo gia đình của chị Liễu Phan Hà Út được ở nó hạnh phúc, con cái chồng con được là mạnh dội khỏe khoắn. Dì Minh cũng nguyện với mẹ Quang Âm nhân bí quật thực cho tất cả các hương linh trong người trang qua Dì Bình Dương này về đây thọ thực tại ngõ mộ của chú Dương Linh và được hưởng hương khói nơi đây. Xin quý vị ngài chứng nhận dùm. Nam mô A Di Đà Phật. Sớm là anh chỉ dặn anh ra anh dặn cô là đặt mâm cơm chay 350 thôi đó. Cô làm sao đó, cô làm anh không có dư nhưng mà phải là có trái cây với là hoa ngày mai là ừ. Còn thì Hải không biết nó có dặn thêm không mà cô làm quá trời luôn. Hải em có dặn thêm không? Lúc anh dặn cô á là anh đó. Anh dặn cô á là anh dặn cô đơn giản thôi. À, đặt mâm cơm chay có hoa có quả. Cái hôm qua em có nói với cô hôm qua hả? Vụ, nhưng mà cô mua mấy cái hộp mà vụ bánh bao á nè, là cái hộp này quá trời đúng không? Là đúng cô rồi. Múc qua đầy hộp cơm đó đó với cô làm 10 hũ đồ ăn để chung với 10 hộp đúng mà rồi. Chắc cô nghe lộn hay sao đó, cô làm một thứ 10 hộp để mình đếm coi. 1 2 có nãy em dọn vô nữa 4 đó. 6 8 10 12 14 16 8 20 22, 24, 26 hình như là 20 mấy gần 3 6 vô là 2 miếng tàu hủ này là 2 hộp nè. Ờ à, đúng rồi mình... À, bên kia 2 miếng nữa kìa, bên kia 2 miếng nữa kìa. Tức là 30 hộp hết ạ. 30 hộp đồ ăn quý chú anh chị. Ờ cô làm gì không biết có lời không. Thôi con cũng xin lỗi cô nghe. Mà nói chung thôi chắc cô cũng muốn thôi đem ừ. cho nhiều đặng cúng cho cậu. Đúng rồi hộ cho cô bán cơm sáng điểm tâm đó. Đúng rồi à, làm ăn cho con sẻ. Đúng rồi quý chú vậy nè nè mâm cơm 350 quý chú vậy bà con bác thấy rẻ không, nếu thấy rẻ thì nhấn like đăng ký ủng hộ kênh ha quý cô chú anh chị đó. Một lần nữa thì Dì Minh cũng cảm ơn chị Liễu Phan là cái người cũng hay gửi Dì Minh là cúng cho chú Linh rất là nhiều lần quý chú anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị luôn ở nước ngoài cũng như là trong nước và ngoài nước đã hỗ trợ cho mấy anh em cúng mâm cơm chay ấm áp cho chú mỗi ngày. Thì Dì Minh cũng không biết nói gì hơn thì cũng cầu nguyện những cái điều tốt đẹp đến cho là tất cả những vị khán giả nói chung và chị Liễu Phan, gia đình của chị Liễu Phan nói riêng ở Úc được là mạnh dỗi khỏe khoắn, có sức khỏe là có tiền. Quý anh vậy còn có tiền mà không có sức khỏe cũng như không. Đó, quý anh chị luôn luôn lúc nào Dì Minh cũng đặt đề vấn đề là sức khỏe là quan trọng nhất quý chú anh chị. Và cũng cảm ơn chú Vũ Linh, ông Võ Giang Ngoan là người gieo duyên cho là Dì Minh gặp tất cả những người tốt, những người anh chị tốt ở nước ngoài cũng như là ở ngoài miền Bắc, miền Trung cũng có mấy cô ở ngoài đó đã gửi gắm đến cho Minh. Dì Minh thật là xúc động và cảm ơn cô anh chị rất là nhiều. Thì video đến đây thì Dì Minh cũng xin khép lại video. Nếu bà con cô bác thấy video có ý nghĩa đừng quên nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh Dì Minh. Dì Minh chân thành cảm ơn bà con. Bây giờ thì sau video này thì Dì Minh có thể là chiều Dì Minh sẽ cùng với là Nam đi xuống dưới làm bên các chương trình quay chia sẻ những chương trình vui giải trí bên hội quán hội quán gì giọng ca miệt vườn á quý cô chú vậy ở Sài Gòn cho bà con cô bác cùng xem ha. Và Dì Minh sẽ quay trên trang fanpage Dì Minh Vlog, mong bà con cô bác cũng là ủng hộ kênh fanpage Dì Minh Vlog của Dì Minh mới lập và mới làm, thì mong bà con cô bác ủng hộ đăng ký theo dõi giùm. Dì Minh sẽ trực tiếp bên trên đó, mong bà con cô bác ủng hộ. Bây giờ Dì Minh xin chào bà con, hẹn bà con là một video tiếp theo ạ.